trí công 14/34 ngày 01/08/2018 lịch thi đấu giải giao hữu tứ hùng của Olympic Việt Nam vào lúc 11:00 sáng ngày 1/8. Chuyến bay TG560 chở đội Olympic Palestine đã có mặt ở sân bay Nội Bài Hà Nội. Olympic Palestine là một trong 4 đội bóng tham gia giải giao hữu tứ hùng từ ngày 3/7/8 tại sân Mỹ Đình cùng Oman, Uzbekistan và chủ nhà Việt Nam. Họ cũng là đội khách mời có mặt ở Hà Nội sớm nhất. 20 cầu thủ trong danh sách Olympic Palestine có mặt ở Việt Nam là những gương mặt xuất sắc trong đội hình tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc hồi tháng 1. Ở giải đấu đó, họ cũng đã vào đến vòng tứ kết. Đáng chú ý ở vòng bảng, đội hình này của Palestine đã thắng 5-1 trước Thái Lan. Đây cũng sẽ là lực lượng mà Olympic Palestine sử dụng ở ASEAN 18 vào lúc 19:30 ngày 3/8. Palestine sẽ gặp chủ nhà Olympic Việt Nam trong số 20 cầu thủ được ELV San Alcơ lựa chọn. Có thể dễ dàng nhận thấy sự hiện diện của rất nhiều các cầu thủ đã cùng với U23 Palestine lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2018, trong đó tiêu biểu là thủ thành AUFA Fakuji, hậu vệ An Asrh Fdui, tiền vệ Abuada Fanao Daberger, tiền đạo Yusef Kuimber. Đặc biệt, trong chuyến sang Việt Nam lần này, đội hình của Olympic Palestine có sự góp mặt của bộ đôi cầu thủ đang thi đấu tại Thụy Điển là hậu vệ Tơ Mangini, Abker Ekusen Una và tiền vệ ở Kết Zepaberlik. Nhiều cầu thủ Palestine sở hữu ngoại hình điển trai dàn trai đẹp Olympic Palestine đổ bộ, thách đấu Olympic Việt Nam đang tải video vui lòng chờ trong giây lát. Trưởng đoàn Islam Masakwa trả lời phỏng vấn: "Chúng tôi rất hài lòng khi có mặt tại đây. Hy vọng Palestine sẽ có một giải giao hữu thành công để tạo bước đà hướng tới ASEAN 18, danh sách 20 cầu thủ Olympic Pilsen Ernaim, ANAP UEA, Zamzia Fakuji, Ahmad M.A. Kutter Misrhe, Mahmoud M.N.A.P. Uader, Mohan Adea Fanao, Mahmoud A. En Yusuf, Yusuf M.M. An Asrh, Mohamed A. A. Abider, M.A.P.M.F.D.U. Han Ie A Adler, Odei, M. Daberger, Sihab A I Q Inber, Mohamed X M An Aser, Mohamed A, M Can I L, Mohamed B A Zasid, Sato Amner L Salam Phu Phở Yeser, Michel Miu A Đợt Tơ Man Ini, Mohamed Ở Kết, Omar El Chezin, Mohamed A.